chương 1, ngày định mệnh nghe chọn bộ tại mê audio com vẫn như mọi ngày tiểu vân lại ngồi trước laptop lướt nét hắn bắt đầu cảm thấy chán bởi anime hay manga ưa thích xem hết rồi lại chưa có chép mới game thì chơi cũng nhiều mà giờ game nào cũng na ná nhau đúng thật là chả có gì thú vị bốp a à, đau quá Tiểu Vân la lên bốp lại một phát nữa, đúng là người điên mà Tiểu Vân nói thầm nghe được kình phong vang lên lần thứ ba, Tiểu Vân rút cuộc phải quay mặt lại từ màn hình laptop. Trước mắt hắn là một quyển sách cuộn tròn rất lớn. À không lớn chẳng qua nó đang dán sát mặt mà thôi, ai điên hả? Quyển sách rời xa, Tiểu Vân thấy hung phạm vẫn đang lăm le chưa từ bỏ ý đồ cho một phát nữa đó là một cô gái tóc ngang vai, mặt tròn, không đẹp nhưng được nét thanh tú. Chiều cao khiêm tốn một mét sáu, trước không quá cong, sau không quá vểnh. Đó là chị họ hắn Trần Như Yến, chị có gì thì nói, đừng có đánh em được không? Biết không có tác dụng nhưng như một thói quen Tiểu Vân kháng nghị nói nhiều lắm mà mày có nghe lần nào đâu? Đến cả đánh như thế cũng chả có tác dụng. Mắt hắn sáng lên vội chen lời đánh cũng như không thì đừng chưa kịp nói hết tiểu vân đã thấy chị họ hung thần ác sát đưa tay lên sợ hết hồn đành nói em sai rồi được chưa như yến lúc này mới bỏ quyển sách xuống tiểu vân nhắm mắt cúi đầu biết sắp phải nghe bài ca không ngừng lặp lại của bà chị như sao không chịu đi làm sao không kết bạn ra ngoài chơi cả ngày cứ ôm lấy cái lép là sao nhưng đợi một lúc không thấy động tĩnh gì lúc sắp không nhịn được thì chúc mừng sinh nhật vân ngốc mở mắt ra thấy chị họ đưa đến một hộp quà tiểu vân ngạc nhiên cảm động mũi tê tê mắt hơi nhòe hắn khẳng định đây là món quà duy nhất của hắn như yến cũng là người duy nhất nhớ cái ngày này ha ha tiểu vân khóc nhè kìa đâu có bụi bay vào mắt thôi đưa tay lau vội mắt tiểu vân vui mừng nhận lấy hộp quà nhưng hắn lại không biết phải rất lâu sau hắn mới lại nhận được quà mừng sinh nhật đang định mở hộp quà thì tay hắn bị giữ chặt lại vẫn biết là chị họ mình vẫn biết là không thể yêu nhưng mỗi lần tay như yến và hắn chạm nhau tim hắn lại đập rất nhanh như yến lại dường như không để ý nói đoán xem bên trong có gì trước đoán chúng có thưởng nhé nhìn khuôn mặt vui vẻ nụ cười dí dỏm của chị họ tiểu vân cảm thấy là lạ tuy rằng đôi khi như yến cũng trêu đùa hắn không phải lúc nào cũng hung nhưng hôm nay dường như hơi khác như yến thấy em họ cứ ngây ra nhìn mình thì sẵn giọng đừng có ngốc ra thế nhanh đoán coi a à, ừ đoán thì đoán thật là mất mặt mà lại không kìm được mà nhìn lâu vậy phải sửa tiểu vân tự nhủ lần thứ n lặp lại nhìn cái hộp quà to hơn đầu người một chút, không biết bên trong là gì nhỉ. Dưa hấu, bánh gato, headphone. Hắn không biết khi hắn đang nhìn hộp quà mà phân vân đã bỏ lỡ một điều mà bản thân rất mong đợi. Ánh mắt như Yến lúc này không còn hung hay trêu đùa nữa mà tràn đầy nhu tình. Nàng sao có thể không biết em họ yêu mình. Nàng cũng yêu Tiểu Vân chỉ là tên ngốc này tự kỷ không chịu để ý mà thôi chị em họ yêu nhau đâu có sao cùng lắm qua nhật bản kết hôn là được mà đúng là tên ngốc a à, biết là gì rồi đầu khôi du hí bất chợt tiểu vân nhìn về chị họ mình làm như yến giật mình bối rối đúng là có gì đó là lạ mà hắn nghĩ mãi mà cũng không hiểu thôi thì không nghĩ nữa tiểu vân cười nói hi hi em đoán đúng chứ có thưởng gì vậy như yến quan sát em họ thấy không có gì khác mới an tâm may mà không bị phát hiện thông minh vậy đoán cũng đúng mà sao ngốc thế không biết như yến đáp lời đúng thì đúng nhưng không có thưởng sao không có thưởng không vì sao cả phụ nữ đúng là không thể nói lý tiểu vân lầm bầm hắn xé mở gói quà đúng là đầu khôi du hí mà có một khoản trò chơi mới rất nổi có cái này là chiến ngon rồi đang y y tự sướng sau này trong game bỗng dưng bên má phải chợt cảm thấy mềm mềm man mát giật mình cái gì vậy tiểu vân quay đầu lại chỉ còn thấy cái bóng của chị họ rất nhanh biến mất khỏi cửa phòng dù có ngu mấy đi nữa thì hắn cũng cảm nhận được một phần chẳng lẽ là đêm đó nếu có người trong phòng tiểu vân sẽ thấy ngạc nhiên bởi hắn ngồi đờ ra trước lép khá là lâu rồi thỉnh thoảng cười như một thằng động kinh may mà không có ai vào đưa hắn đi bệnh viện tâm thần chiều hôm sau khi tiểu vân tỉnh dậy bởi quá hưng phấn mà gần sáng mới ngủ được hắn cảm giác cuộc đời mình đang từ màu xám xịt chuyển sang muôn màu rực rỡ nhưng một cuộc điện thoại đã đánh tan tất cả vân mau tới bệnh viện nhân dân yến nó sững sờ đến điện thoại rơi lúc nào không hay tiểu vân cảm thấy đầu óc quay cuồng một hồi sau hắn mới giật mình tỉnh lại vội vàng mặc áo ngắn quần jean bộ đôi ra ngoài mà chả biết cất trong tủ bao lâu lao nhanh ra khỏi cửa cũng chả thèm đóng phi hết tốc lực đến bệnh viện với con xe đạp cà tàng khô dầu vang cọt kẹt trên đường không có chuyện gì không sao cả hai câu ám thị mà hắn liên tục nói để thôi miên chính mình đường cũng không xa hai mươi sau hắn đã đến bệnh viện bỏ mặc con xe ở ngoài dù có bị mất hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ còn một ý nghĩ lao vào bệnh viện xem như Yến có sao không mà thôi. Trước phòng bệnh một đôi vợ chồng trung niên đang đứng đó mà lo lắng ngóng trông. Tiểu Vân lao đến, thở không ra hơi, vội hỏi, bác. Thế nào, chị Yến, chương 2, cách để báo thù. Nghe chọn bộ tại mê audio com Bác gái nghe được khóc lại lớn hơn bác trai cũng dớm nước mắt an ủi bác gái, quay ra nghẹn ngào nói, bác sĩ nói. Yến nó, bác trai chưa nói hết thì cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ đi ra lắc đầu, nhẹ giọng nói với bác trai, mong anh chị bớt đau buồn, chúng tôi đã cố hết sức nhưng... Bác gái khóc đến ngất đi, bác trai cũng không nhịn được nước mắt lưng tròng. Tiểu Vân thì đứng ngây ra, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy gần hết phòng bệnh trong phòng trên giường bệnh như yến nằm đó như đang ngủ vậy nhưng không phải ngủ một giấc rồi tỉnh mà là mãi mãi không tỉnh lại nữa sau đó có những chuyện gì tiểu vân cũng không nhớ nữa hắn cũng chả biết mình rời bệnh viện thế nào hiện tại hắn đang ở nhà trong căn phòng kín mít không ánh sáng đêm hôm qua hắn là tên tâm thần còn đêm nay hắn là một bức tượng người hắn không hóa đá như hòn vọng phu được nhưng hắn vẫn đơ người ra đó. Hai ngày sau đám tang như Yến diễn ra, rất nhiều người đến nhưng chỉ có hắn không đến. Bác trai gọi cho hắn nhiều lần nhưng hắn không nhấc máy. Căn phòng của Tiểu Vân giống như căn phòng chết vậy. Gần như không có tiếng động nhưng nghe kỹ vẫn có thể nghe được tiếng nước mắt hắn rơi trên sàn nhà. Ngày thứ ba, bác trai đến nhìn hắn phở phạc ngây ngốc mà đau lòng biết tính cách của hắn nên bác trai để lại cơm hộp với một lá thư rồi đi trong cái nhà này chỉ có gia đình như yến là quan tâm đến hắn có lẽ hai bác cũng một phần nào biết được tình cảm của con gái mình cái tính tự kỷ lập dị của hắn đến cha mẹ hắn cũng chịu không nổi đến mức phải gửi cho nhà bác một khoản tiền để trong nom hộ nay như yến mất đi hắn chỉ còn một mình tối hôm đó trời mưa to sấm sét cuồng vũ tiểu vân tỉnh lại có lẽ do ồn có khi vì đói quá bởi ba ngày hắn đã ăn gì đâu cầm hộp cơm ăn mà cứ như người máy vậy hắn vẫn mịt mờ không chấp nhận được sự thật ăn xong vô tình nhìn qua lá lá thư bác trai để lại một chút động lực cuối cùng trong lòng để hắn cầm lên và đọc nhưng càng đọc tâm tình hắn càng loạn cuối cùng trở nên điên cuồng như sấm sét ngoài phòng vậy giờ hắn mới biết tại sao như yến chết không phải bệnh tật ốm đau gì mà là bị tai nạn xe một chiếc ô tô đi ngược chiều phóng ẩu đâm vào như yến rồi bỏ chạy cảnh sát tìm được chủ xe gây tai nạn nhưng vì một lý do nào đó mà vụ án khép lại nửa trường tại sao không bắt hắn lại tại sao tiểu vân tay siết chặt lại lá thư cũng rách rơi là tả hắn phải theo đến cùng hắn gọi điện hỏi bác trai về vụ án cái hắn được là một lời khuyên mà bác trai nhận được từ một cảnh sát trẻ tốt bụng dân không đấu lại tiền và quyền hắn điên rồi vẫn biết cái thế giới này thối nát nhưng có ai muốn cái thối nát này rơi vào đầu mình lên mạng cha không có báo chí không có một tin đồn cũng không Tiểu Vân tìm cách liên hệ với viên cảnh sát trẻ kia thông qua bác trai. Tìm mọi cách cầu xin mới được một cái tên. Bùi Trí Cường. Tên này thì hắn biết con trai duy nhất của Tổng Giám đốc công ty game Thiên Phát. Công ty duy nhất kết nối với các công ty game thực tế ảo nổi tiếng trên toàn thế giới. Hầu hết các trò chơi thực tế ảo trên toàn quốc đều do công ty này phân phối mặc dù không có tham gia sản xuất game nhưng chỉ cái quyền phân phối này thôi đã đủ để các công ty khác đỏ mắt vì lợi nhuận không chỉ thế tổng giám đốc công ty lão ba của bùi trí cường còn móc nối với rất nhiều quan chức lớn muốn báo thù chỉ một chữ khó tiểu vân vẫn quyết tâm báo thù hắn nhận thấy nhà họ bùi dựa vào chỉ một chữ tiền quyền cũng là dùng tiền mà có hắn chỉ cần có nhiều tiền hơn là được với một kẻ như hắn, con đường kiếm tiền duy nhất chỉ có game mà thôi. Vừa vặn game thực tế ảo vô hạn mới được đưa ra. Trò chơi này rất nóng nảy, muốn có đầu khôi để chơi cũng phải tranh phá đầu chứ đừng nói đến giường nằm cao cấp hay dinh dưỡng dịch. Riêng giá tiền đầu khôi cũng đến vài triệu. Tiểu Vân nhìn lại đầu khôi mà như yên tặng mới biết chị họ yêu mình đến mức nào. Nhưng người đã không còn, còn chỉ là công cụ báo thù mà thôi hắn phải dựa vào trò chơi này để kiếm tiền. Nghe nói trên diễn đàn đã công bố tỷ lệ quy đổi tiền ảo ra tiền thật. Một vàng trong game tương đương một ngàn ở ngoài. Nghe có vẻ ít nhưng ban quản lý vô hạn khẳng định tỷ lệ này sẽ không hề thay đổi. Điều này làm một đám gamer chuyên farm tiền tung hô đến nghẽn cả web. Tiểu Vân từng chơi nhiều game nên hắn cũng có kha khá kinh nghiệm, hầu như các game đều giống nhau như có class tăng, báp, các chức năng cường hóa, sủng vật, v, v, có lẽ vô hạn cũng không khác là mấy. Việc kiếm tiền không khó, cái chính là làm sao để kiếm được thật nhiều thật nhanh mà thôi. Hắn không muốn báo thù phải chờ quá lâu, cái gì 10 năm hắn không đợi nổi. 8. Không không tối trò chơi open, Tiểu Vân nhìn đồng hồ đã là 7 giờ 55 tối, hắn đội đầu khôi, nằm trên giường chờ đợi. Đinh, trò chơi bắt đầu, chương 3. Vô hạn là gì? Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ thổi, thoải mái chỉ muốn nằm ngủ. Nhưng trên một mảnh đất trống được đánh số 2208, hơn 1.000 người chơi xuất hiện và chả có ai muốn ngủ hết. Người nhìn ta, ta nhìn ngươi, bắt đầu bàn tán, rồi hỗn loạn CMN, đây là chỗ nào, tân thủ thôn đâu? NPC đâu? quái vật đâu không có gì làm sao mà chơi ta muốn khiếu nại tên khốn nào sờ mông lão nương a à, biến thái tiểu vân cũng phát mộng cũng không hiểu làm sao dù sao cũng chơi nhiều game hắn hiểu điều đầu tiên là quan sát nhìn xung quanh một đám người có hoa mắt thật nhưng nếu kiên trì có thể thấy một số nhỏ người chơi bắt đầu rời đi khu đất trống lan ra xung quanh địa hình xung quanh khu đất trống khá đa dạng có rừng có núi có đường mòn hướng ra biển có đường hướng lỏng đất thậm chí có đường lên trời choáng nha đường lên trời là những bậc thang hướng lên không trung không biết có lên thiên đường không nữa sau hỗn loạn ngắn người chơi cũng nhận ra phải chọn đường nào đó để đi mọi người dần đi hết còn lại tiểu vân đứng đó suy tư game này cũng quá khác đi chứ hắn không muốn làm chuyện không nắm chắc lên diễn đàn xem thế nào trên diễn đàn đã sớm nổ tung người khen chê đủ kiểu đa phần thắc mắc về tân thủ thôn npc quái may mà rất nhanh ban quản lý game đã cho ra lời giải thích vô hạn là vô hạn khả năng bãi đất trống với những con đường khác nhau sẽ dẫn đến những kỳ ngộ khác nhau ví dụ có người chọn lên trời đi một đoạn sẽ có các loại đường rẽ có đường xuống lại mặt đất có đường ngang qua núi v v mỗi một lựa chọn sẽ để nhân vật bạn có đặc điểm khác với người khác tựa như nếu cứ kiên trì lên trời bạn sẽ gặp được một npc cho bạn nhiệm vụ trở thành thiên sứ tộc kiên trì ra biển thành hải tộc v v khi chọn đường này khi chọn đường khác có thể đưa bạn thành chủng tộc ẩn giải thích chỉ có vậy nhưng đã làm mọi người chơi trở nên hiếu kỳ dồn dập vào lại game bắt đầu chọn đường đi tiểu vân thì lại suy nghĩ chuyện khác nếu là vô hạn khả năng vậy không cần đi ở nguyên một chỗ cũng được phải không có một bộ phận nhỏ gamer cùng suy nghĩ này nhưng chưa được bao lâu diễn đàn lại loạn lần hai thì ra có một số pro gamer đã xác định xong chủng tộc xuất hiện tại tân thủ thôn nhưng vấn đề là tân thủ thôn quá lớn không chỉ thế một gamer mang tên ta chỉ yêu kiếm đăng lên một loạt hình ảnh về tân thủ thôn với chú thích chọn cái nào bây giờ tiểu vân tò mò vào xem thì thấy ảnh đều là npc chuyển chức dùng vũ khí là kiếm có kiếm sĩ du hiệp kỵ sĩ thậm chí có cả đạo tặc ma pháp sư tu sĩ còn một số thì không nhận ra nổi là chức nghiệp gì một loạt comment dồn dập trả lời, đạo tặc xài kiếm, choáng nhà A còng A còng tu sĩ xài kiếm mới dã man, không lo bắp muốn làm loạn sao chủ thớt chơi ma pháp sư xài kiếm đi, một tay kiếm một tay phép. Mấy cái NPC kia là sao, không có chú thích luôn, không biết là cái gì nữa. Và một loạt bài đăng tương tự như... Trời thương chọn ai đây, có cả một đám NPC chuyển chức cầm phi đao vậy ai là tiểu lý, phát hiện NPC chuyển chức cầm sẻng, sẻng đánh thế nào không âu. Oh. Tráng tập 2 nha, người chơi phấn khởi hừng hực, lan truyền nhau, trò chơi lại càng nóng này. Tiểu vân cũng sợ rùi, tuy rằng nhiều cái mới lạ đấy nhưng lựa chọn thế nào thành một vấn đề lớn. Cái này hay cái kia cũng tốt, thiệt là khổ mà. Không nhìn nữa tâm không phiền quyết đoán đóng lại diễn đàn, Tiểu Vân quay lại game, nhân vật của mình vẫn đứng đó. Bảng thông tin muốn mở cũng không được. Trên diễn đàn có nói xác định chủng tộc xong mới hiện thông tin. Làm sao đây có chờ nữa không? Sớm một bước lợi một đường, không thể trần chờ mãi được. Nhưng vô hạn khả năng mà, đứng chờ ở đây cũng có thể được chủng tộc ẩn nào đó thì sao? Giữa lúc phân vân, trước mặt hắn bỗng lóe sáng, một lão đầu NPC xuất hiện. Chẳng lẽ mình cực đúng rồi tiểu vân hồi hộp? Hắn lại không biết một số gamer khác cũng gặp phải tình cảnh như vậy. Đây cũng là bước ngoặt lớn cho cuộc đời của hắn. Chương 4, lừa đảo và không thể tin được. Nghe chọn bộ tại mê com trước mặt tiểu vân và một số gamer khác xuất hiện một ông lão npc với cái tên không còn gì để nói chuyên gia lừa đảo cổ dương ông lão thấy tiểu vân nheo mắt lại như thấy con mồi vậy phán ngay câu nhóc con muốn chủng tộc ẩn hay không cmn tiểu vân nhìn ông lão mà đau hết cả ruột có cần lừa đảo trực tiếp vậy không ít ra phải vòng vèo nói tương lai sáng lạn này nọ rồi mới vào chính đề chứ hơn nữa, riêng cái tên thôi đã làm đa phần người muốn chạy mất hút rồi. Quả thực có một số gamer thấy tên ông lão xong chọn con đường khác ngay không dám lưu lại. Người ta là chuyên gia, có khi 100 tiền đồng hệ thống cho khởi nghiệp cũng mất thì thành ăn mày rồi. Người chơi mới không cướp hay giao dịch 100 đồng khởi nghiệp này với nhau được nhưng NPC thì có thể đấy. Vẫn có một số gamer như Tiểu Vân lưu lại thử vận may lấy dũng khí tay giữ chặt túi tiền hệ thống cho tiểu vân mới dám hỏi chủng tộc ẩn nào vậy thần ma thế nào lão già ta tốt đó chứ nghe rất quách nhưng thêm câu tự nhận người tốt của lão thì ai tin cẩn thận vẫn hơn tiểu vân cần biết chi tiết nên hỏi thêm chủng tộc này có đặc điểm gì hề hề một trăm đồng lão nói hết với chuyển chủng tộc cho nhóc rất rẻ phải không khụ khụ Tiểu Vân ho khan, đúng là không còn gì để nói, mới ba câu đã đòi tiền. Thực CMN chuyên gia đã thế lại đòi hết luôn, chỉ một chữ phục mà. Tiểu Vân không biết trên diễn đàn đã có một số post về lão lừa đảo này. Có một số gamer liều lĩnh đưa hết 100 đồng, sau một lát do dự tiểu Vân cũng đưa tiền. Bắt đầu nghe lão già nói về chủng tộc đầu tiên, chủng tộc thần ma có một nửa là thần một nửa là ma bởi vậy không thể kết hôn dù là đồng tính. Câu này làm thêm một phần gamer bỏ cuộc, không luyến tiếc 100 đồng nữa. Vì sao? Quá khứ từng một thời đình đám sao anime ảnh hưởng khá lớn đến các game thực tế ảo ngày nay. Hầu như game nào cũng có chức năng kết hôn, mua trang viên. Nghĩ đến Yến, Tiểu Vân quyết tâm chơi độc hành mà nghe tiếp thứ hai, không thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào, luôn là tay không sốc nặng, không cho xài vũ khí đã chết tâm 90% gamer còn lại. Tiểu Vân thầm nghĩ không có vũ khí chẳng lẽ dựa vào thân thể, trang bị làm tăng sao? Thứ ba, phòng thủ luôn là không, không được dùng bất kỳ trang bị nào ngoại trừ ngoại trang với tính năng thay đổi bề ngoài xong CMN rồi, toàn bộ gamer chạy hết trừ Tiểu Vân trên diễn đàn chửi ầm lên lão lừa đảo. Một số post như thế còn là chơi game sao, nghỉ mẹ nó cho rồi. Để các gamer khác chú ý và cười trên sự đau khổ cũng như ngu ngốc của các chủ thớt. Tiểu Vân cũng phát khiếp rồi, hắn cũng muốn bỏ đi lắm. Nhưng tò mò hại chết người, vẫn kiên trì ở lại. Hắn nghĩ cùng lắm xóa ớt tạo lại. Câu tiếp theo của cổ dương tuyệt mọi đường lui thứ tư, đã chọn thần ma chỉ có thể chơi duy nhất nhân vật này. Không thể thay thế trừ phi không chơi vô hạn nữa. Thế là chấm hết giấc mơ xong chức nghiệp hay ước chính ước phụ gì luôn. Tiểu Vân rất muốn phỉ nhổ vào mặt thằng nào thiết kế cái chủng tộc này. Nhưng chưa phải kết thúc câu cuối mới là ác. Thứ năm, chủng tộc thần ma chỉ có duy nhất một kỹ năng và không thể học thêm bất kỳ kỹ năng nào khác, cũng không thể chuyển chức thành bất kỳ chức nghiệp nào tiểu vân không còn gì để nói rồi đây là game sao thằng chó nào thiết kế cái chủng tộc này mà xuất hiện chắc chắn hắn phải đập đến chết thật không thể tin nổi vô hạn khả năng thì cũng một vừa hai phải thôi chứ thế này ai chịu được khó chịu thì đành chịu thanh âm cổ dương lại vang lên chuyển thành thần ma trương nam chủng tộc và đến tân thủ thôn nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com tiểu vân chưa hoàn hồn lại thì hai vầng sáng phát ra từ cơ thể hay nói hắn đang phát sáng như bóng đèn vậy vội nhìn quanh lão già đã biến đâu mất hắn nhìn lại bản thân thì thấy hai màu trắng đen đang luôn phiên nhấp nháy trên người khi thì trắng gì mà sáng thế gấp chục lần quảng cáo bột giặt khi thì đen hơn nhựa đường so với hắn bao chừng phải là da trắng rồi chủng tộc thần ma hay chủng tộc bóng đèn thế Tiểu Vân bó CMN tay rồi. Cứ thế này ai dám ra ngoài gặp người chơi khác chứ? Cũng may chỉ một sau mọi thứ lại về bình thường. Vội mở bảng thuộc tính ra, Tiểu Vân rất muốn biết chủng tộc này thế nào, nhưng hắn thấy xong mà ngơ ngác tên. Chưa đặt tên, chuyển chủng tộc xong mới có thể đặt tên, chủng tộc. Thần ma máu, 100 phần 100 skill duy nhất. Thần ma quang hoàn chỉ có thế, không hơn. Tiểu Vân muốn mắng cả họ lão lừa đảo rồi, chỉ số cơ bản đâu, thể lực, nhanh nhẹn, các loại đâu, thuộc tính ẩn các kiểu may mắn, ngộ tính đâu? Hắn có xúc động đập đầu vô gối tự tử rồi. Thôi thì xem cái skill duy nhất nó thế nào. Vừa ấn vào skill, hệ thống thông báo, người chơi phải xác định tên trước. Ai, đặt tên vấn đề muôn nhức nhối đây mà. Hắn chờ ở đây quá lâu người ta lấy hết các loại tên rồi, đặt gì không trùng đây? lại nhớ chị họ, dứt khoát đặt tên. Tiểu Vân như Yến Đinh. Người chơi đặt tên thành công. May quá không bị trùng, Tiểu Vân nhìn tên vẫn thấy buồn, nhưng vẫn đặt như vậy vừa để nhớ vừa để nhắc nhở báo thù. Lần nữa nhìn lại và ấn vào cái skill kia. Thông tin hiện ra làm hắn choáng váng skill duy nhất. Thần ma quang hoàn, luôn kích hoạt 24 phần 24, phạm vi và cảm ứng, cấp 1 bán kính 1 mét quanh người chơi, hình cầu thần cấp 1. Hồi phục một máu, ép cho bản thân hoặc một mục tiêu chỉ định, giảm thời gian tất cả các loại trạng thái bất lợi một s ma cấp 1. Sát thương một máu, ép cho kẻ địch hoặc một mục tiêu chỉ định, tăng thời gian tất cả các loại trạng thái bất lợi cho kẻ địch hoặc một mục tiêu chỉ định một s cấp tiếp theo. Không phần 100, một kẻ địch hay một mục tiêu tử vong tăng một điểm, huyết. Một trăm phần một trăm, một kẻ địch hay một mục tiêu tử vong tăng một điểm, chú ý. Phạm vi và cảm ứng, thần, ma có thể vô hạn tăng lên đẳng cấp rốt cuộc là xui hay là hên đây. Tiểu vân có thể thấy chỉ cần skill này lên cao hắn vô đối chắc luôn, nhưng nhớ đến những hạn chế của thần ma thì. Đúng là có được thì có mất. Cái skill này nhắc đến phạm vi, vậy chẳng lẽ tương lai ngồi một chỗ, quái ngoài vạn mét vẫn chết như thường sao? hình cầu nha trên trời hay dưới đất chơi được hết đó tiểu vân vẫn nhớ là hắn phòng thủ luôn là không lại không được dùng trang bị có nghĩa hắn là tờ giấy gió thổi là bay tuy rằng huyết có thể tăng lên nhưng trừ phi giày ngang boss mới có điểm dễ nhìn boss thủ cao kháng cao có trang bị cũng bị hội đồng mà chết chứ nói gì đến loại đều không như hắn đi tìm tân thủ thôn chứ ở đây dây dưa mãi cũng chả được gì Tiểu Vân lúc này mới phát hiện hắn đã không còn ở chỗ cũ. Hắn đang ở trong một căn phòng nhỏ trống không ngoài bốn bức tường. Sao hắn lại ở đây? Nghĩ đến chọn chủng tộc xong thì đến tân thủ thôn có lẽ hắn cũng vậy. Cửa mở ra, tiếng ồn ào náo nhiệt ập đến tổ đội trên quái có cao thủ dẫn, cần một bắp đi bí cảnh LV5 ổ nhện đây công hội thanh lang tuyển người phúc lợi cao mua vàng hai ngàn, một lyon sierra lyon ai bán nói tân thủ thôn lớn nhưng với lượng người chơi hơn triệu thì cũng kín người thôi tiểu vân đi lại trên đường hết nhìn người này lại nhìn người khác thấy người ta mặc đồ xanh lấp lóe cầm vũ khí hiên ngang mà thèm mình là không thể a à. bỗng dưng tay áo bị kéo lại tiểu vân quay đầu thấy một người chơi gầy gò có lỗ tai nhọn ra hiệu cho hắn đi theo nhìn tay chắc là tinh linh a à, hai con dao găm ngang hông thì phải đạo tặc rồi hắn cũng hiếu kỳ nên đi theo người chơi kia vào một hẻm nhỏ tay khi quen khi ngứa quay lại ngó tiểu vân thấy theo vào rốt cuộc nói nhỏ mới tới đúng không còn là loại rất ngốc nữa cmn ai ngốc không ngốc mà không có xu nào đồ đạc cũng không tiểu vân giật mình nhìn túi tiền vốn bên hông đang trong tay tên đối diện từ khi nào mà tay khi quen khi ngứa khinh bỉ nhìn tiểu vân tặc nhãn xoay vòng nói có muốn phát tài không ta biết một chỗ có một hòm báu cần một người trợ giúp lại một tên lừa đảo nữa sao tiểu vân ngán ngẩm nhưng bình tĩnh lại sau hắn nhớ lại mục tiêu kiếm tiền báo thù mà trên người không có xu nào hòm báu ngoài trang bị luôn ra tiền đi chuyến này kiếm ít tiền mua bình hồi máu hắn mới nắm chắc đánh quái chủng tộc hắn không có mana hay nộ khí gì, skill cũng không tốn gì hết, vấn đề chỉ còn ở máu thôi. Người tay chân không sạch sẽ, không tin được, ta có thể thề, thằng ngu mới tin lời thề. Tay khi quen khi ngứa, ngạc nhiên, tên này không phải thái điểu sao? Thay đổi quá nhanh đi. Nghĩ đến hòm báu kia đợi càng lâu càng dễ bị phát hiện đành đổi chủ ý, chúng ta lập minh ước tại trưởng thôn thế nào, cái này còn được hai người đi đến trưởng thôn, chen qua một loạt người nhận nhiệm vụ ký minh ước. Cái này Tiểu Vân biết, minh ước qua trưởng thôn tại tân thủ thôn là cách đảm bảo nhất. Tay khi quen khi ngứa, thì lấy đồ trong dương, Tiểu Vân lấy tiền. Tại tân thủ thôn không thể pi cây, tiền cũng không sợ bị cướp. Trước đó bị lấy mất túi chỉ là một loại túi giả của hệ thống thôi. Chỉ khi đạo tặc lên LV20 mới học được chân chính skill ăn trộm. Còn cấp thấp có skill ngụy ăn trộm, biểu hiện lấy ra túi tiền nhưng không có xu nào. Lúc này nghĩ lại Tiểu Vân mới nhớ đối phương biết mình không có đồng nào, tức đã học được skill ăn trộm. Nhìn vậy mà tay khi quen khi ngứa, là cao thủ nha. Đã có người chơi nào LV 10 đâu? Game mới mở chưa được 2 tiếng thôi. Mình ước xong Tiểu Vân nhận được lời mời tổ đội từ tay khi quen khi ngứa hai người thành đội xong tiểu vân hỏi trong kênh đội ngũ hòm báu kia ở chỗ nào ngươi cần ta làm mồi nhử phải không phải không nghĩ tới thông minh có tiến bộ nha hừ đi theo ta tay khi quen khi ngứa đi trước tiểu vân theo sau đi được một hồi loanh quanh tiểu vân thấy vẫn ở tân thủ thôn quái lẽ nào cái hòm này ở tân thủ thôn